thức ăn xin thao túng tâm lý của chú chó khiến anh shipper phải đầu hàng. Tới sạch, đến cả nước miếng, thèm mấy giờ. Chán thiệt chứ. Ăn giờ đứng nhìn ai ăn nổi. Trưa nắng, chả Grab cả một buổi mới dừng chân lại ăn tạm mấy cái gà rán mà cũng bị ông thần này làm phiền nữa. Bởi người ta nói loài chó có một khứu giác nhảy bén quả không sai. Anh chàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu thì bé chó này chạy tới. Nó cứ ngồi nhìn anh như thế, ánh mắt tỏ ra vẻ hết sức mong muốn. Ước gì có ai đó cho mình miếng gà ta, tự nhiên cũng đói bụng. Nhìn vậy bảo sao ai ăn nổi. Thế là anh đành bất đắc dĩ nhường phần ăn của mình cho nó. Ăn cọc cọc cọc. Tới sạch, đến cả nước miếng, thèm mấy giờ. Chán thiệt chứ. Ăn giờ đứng nhìn ai ăn nổi. Cơ mà ông anh cho có miếng mà mắng mình hay nhiều nha. Của cho không bằng cách cho. Thôi ăn tạm cho ông anh vui đó, chứ không muốn đâu. Hai, ăn xin mà tin tưởng kiểu này rồi thì ai mà chống cự được đâu hả boss ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.